Vâng, kính thưa quý vị thân mến, không cần phải giới thiệu thì qua giai điệu bài hòa tấu vừa rồi, có lẽ tất cả mọi người ở đây có mặt trong chương trình cùng chương cuối tuần cũng đều biết đây là bài gì đúng không ạ? Vâng, với sự đam mê cũng như tài năng của các nghệ nhân thì bài Như Cứ Bắc Hồ đã được các nghệ nhân trình diễn bằng các loại nhạc cụ do chính tự tay mình làm ra, bằng đàn đá, bằng đàn tơ rưng. Vâng, đây là một điều rất là tuyệt vời, có sự giao thoa giữa văn hóa truyền thống cũng như là tình yêu mà các nghệ nhân dành cho Bắc Hồ kính yêu. Vâng, chương trình của chúng ta vẫn còn tiếp tục cho đến 21 giờ với rất nhiều tiết mục đang chờ đón quý vị ở phía trước. Bây giờ thì các nghệ nhân của chúng ta sẽ có một ít phút để nghỉ giải lao cũng như là để chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo. Lúc này thì quý vị có thể vào sân khấu giao lưu với các nghệ nhân, thưởng thức hương vị rượu nghề do chúng tay người Gia Rai làm và mang đến đây. Và như thường lệ thì ban tổ chức có đặt một chiếc lùa nhỏ bên cạnh ghề rượu với dòng ủng hộ nghệ nhân. Nơi đây quý vị có thể ủng hộ tình cảm của mình cho các nghệ nhân bằng cách đặt tiền vào chiếc quy này. Và toàn bộ số tiền này sẽ được dành tặng cho các nghệ nhân ngay sau đêm diễn hôm nay. Từ đầu chương trình cho đến bây giờ đã có rất nhiều quý khán giả ủng hộ cho các nghệ nhân bằng hình thức này. Và xin thay mặt cho các nghệ nhân gửi lời cảm ơn đến sự ủng hộ của quý vị rất nhiều. Và kính thưa quý vị thân mến, chúng ta đang trong chương trình cùng chuyên cuối tuần thưởng thức và trải nghiệm do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức vào mỗi buổi tối thứ bảy hàng tuần trong khung giờ từ 19 đến 21 giờ tại đây. Trước mặt quý vị là hơn 30 nghệ nhân người Gia Rai đến từ làng Hang Rinh, thị trấn huyện Chư Sê. Vâng, và ngay bây giờ không để quý vị chờ lâu hơn nữa, các nghệ nhân của chúng ta sẽ trình diễn một tiết mục cồng chiêng và xin mời quý vị chúng ta hãy cùng quay lại với những âm thanh hào hùng của tiếng cồng tiếng chiêng người Gia Rai. Đây này cô, đi bên đây này. Dạ. Và vâng, kính thưa quý vị thân mến, có lẽ mà mọi người có mặt ở đây cũng đã nghe rất nhiều đến lễ đâm châu của người Tây Nguyên nói chung và người Gia Rai nói riêng. Vâng, và ngay bây giờ thì các nghệ nhân của chúng ta sẽ đánh bài chiêng thường được sử dụng trong lễ đâm châu. Vâng, xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thưởng thức.
Và một lần nữa xin kính mời chúng ta hãy cùng vào nhảy múa với các nghệ nhân, hòa vào không khí lễ hội của người Gia Rai ngay tại trung tâm Quảng Trường Người Đoàn Kết, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai trong buổi tối hôm nay, trong chương trình Cùng Chuyên cuối tuần, thưởng thức và trải nghiệm. Thank you.
Cười nữa.